Xin chào, Junay, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của anh chị em, anh em TV. Ngày hôm nay thì mình ở đây để giải đáp thắc mắc của Hải Triều cũng như là rất nhiều người bạn khác của mình. Sau một năm mình sử dụng điện thoại mới, mình mới đổi điện thoại năm ngoái xong. Mọi người thì thường sẽ gặp mình và thấy chiếc điện thoại của mình thì sẽ bảo là ủa, sao con chùa lại không dùng iPhone nữa? Thế sao có tưởng con gái thì phải dùng iPhone chứ? Sự thật không phải như thế đâu à nha. Ngày hôm nay mình ở đây để giải thích cho các bạn lý do tại sao mình không sử dụng iPhone cũng như là bật mí về chiếc điện thoại mà mình đang sử dụng. Anh em ơi! Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu video của ngày hôm nay ngay thôi. Trên thực tế thì không phải là mình chưa bao giờ sử dụng iPhone cũng như là mình anti iPhone hay là gì. Trên thực tế thì khoảng tầm 3 năm về trước, chiếc máy gần đây nhất mình sử dụng chính là iPhone 6 và mình rất thích chiếc máy này. Tuy nhiên thì sau một khoảng thời gian khá là dài sử dụng, đây, chiếc máy đó đây, thì nó đã đến tuổi về hưu rồi. Các bạn thấy là nó bây giờ đang xước sát hết sau rất nhiều lần làm rơi, làm vỡ, quăng quật linh tinh, nút home thì hỏng này, xong rồi là hao pin, vân vân và mây mây. Nó đã không còn phù hợp với những cái nhu cầu sử dụng của mình nữa. Chính vì vậy mà mình nghĩ là thôi, đã đến lúc là phải bỏ tiền túi ra để mà đón một em mới về nhà thôi. Tuy nhiên thì mình là đỗ nghèo khỉ nên là mình không có quá là nhiều tiền để mua một chiếc máy mới xịn sò hẳn. Mình chỉ có khoảng tầm 9 triệu thôi. Thời điểm mà mình nghĩ là mình phải mua máy mới là khoảng tầm 1 năm về trước. Và trong lúc đó thì mình vẫn chưa thực sự ưng ý với một chiếc máy nào cụ thể cả. Đó là lý do mà mình nghĩ là ôi thôi, với tầm này tiền thì mình nghĩ là mình sẽ mua hàng trả bảo hành thôi, để tránh cho cái tình trạng là tay thì cầm điện thoại xịn nhưng mà phải ngồi ở ngoài đường bắt wifi của nhà hàng xóm. Bản thân mình thì là một người dùng rất là bình thường thôi. Mình thường hay viết lách này, mình hay di chuyển hay đi ra ngoài rất là nhiều, thích xem phim và chơi những game nhẹ nhàng. Đó là lý do mình nghĩ là mình mong chờ chiếc máy mới của mình sẽ xuất phát từ một thương hiệu có uy tín, đồng thời thì nó cũng phải có thiết kế đẹp mắt này, đơn giản gọn gàng là được rồi, không cần phải quá cầu kỳ hoa mỹ hay gì. Và mình cũng mong chờ rằng dung lượng pin của chiếc máy mới này sẽ tốt hơn nhiều so với chiếc iPhone 6 của mình. Mình cũng mong rằng là nó sẽ có khả năng đa nhiệm tốt vì mình là một người thích làm nhiều việc cùng một lúc. Và đặc biệt nhất chính là khả năng có thể chụp ảnh đẹp để mình có thể có được những tấm ảnh xinh xắn, sống ảo, linh tinh. Chính vì những lẽ đó mà mình đã quyết định và thu hẹp cái danh sách của mình lại còn hai chiếc máy, đó chính là iPhone 8 và Note 8. Tuy nhiên thì sau một thời gian cân đo đong đếm, đọc qua, đọc đông, đọc tây thì mình đã quyết định là sẽ lựa chọn Note 8 để sử dụng và không tiếp tục gắn bó với iPhone nữa. Đó là một thời điểm bất ngờ đối với mình, thật sự là bất ngờ luôn đấy. Và ngay sau đây thì mình sẽ lý giải lý do tại sao mình không tiếp tục sử dụng iPhone nữa mà chuyển sang Note 8. Thứ nhất thì đập vào mắt mình ngay cái sự khác biệt giữa iPhone 8 và Note 8 chính là kích thước của nó. Nói thật với các bạn là khi mà mình đi ra ngoài hàng mà mình nhìn thấy hai chiếc điện thoại đấy đặt cạnh nhau thì mình hơi sốc một chút vì sự khác biệt quá lớn về mặt kích thước. Cầm cái Note 8 này đặt cạnh cái iPhone 8 giống như kiểu là người khổng lồ đúng với người tí hon á, giống kiểu Attack on Titan á. Nên là mình cũng hơi sốc một chút. Tuy nhiên thì sau khi cầm thử cả hai máy thì có một điều mình nhận thấy rằng mặc dù Note 8 này nó kích thước lớn hơn, trọng lượng cũng lớn hơn nữa, nhưng mà cảm giác cầm nó lại khá chắc tay, bám tay, không bị cồng kềnh hay là khó khăn gì cả. Ngược lại ở phía bên kia thì mình cảm thấy là iPhone 8 cũng không khác biệt quá nhiều so với chiếc iPhone 6 của mình sử dụng. Tức là nó cũng nhỏ gọn, xinh xắn, nhẹ tay, phù hợp với các bạn nữ. Nhưng mà mình cảm thấy nó không bám tay lắm, nó hơi trơn trượt và nhẹ quá nên cảm giác là không được chắc chắn lắm. Mình nghĩ đây là lý do mà mình hay bị quăng quật linh tinh, vô tình làm rơi làm vỡ như thế. Tiếp theo là mình phải nói đến phần thiết kế. Thì cả hai chiếc máy iPhone 8 và Note 8 đều là những chiếc máy có thiết kế rất đẹp, rất là chỉnh chu, theo cái xu hướng tối giản, đơn giản, đẹp mắt. Bản thân mình đã trải qua một khoảng thời gian dài sử dụng iPhone 6 rồi và cho đến iPhone 8 nó không thay đổi quá nhiều về thiết kế, nên mình mong chờ một điều gì đó khác biệt hơn, một làn gió mới đến với cuộc đời của mình. Đó chính là lý do tại sao mà mình sẽ để mắt nhiều hơn tới thiết kế của Note 8. Mình nghĩ chính vì cái thiết kế góc cạnh này mà nhiều người bảo là Note 8 phù hợp hơn đối với cả các bạn nam. Tuy nhiên thì với nữ giới là mình đây, có lẽ là mình và một số những bạn nữ khác sẽ cảm thấy là thiết kế đơn giản, gọn ghẽ, tinh gọn và chắc chắn như thế này cũng là một điểm cộng thu hút với mình rồi, không phải là một điều gì quá tệ cả. Có một điểm nữa là mình trước khi mình đi mua thì mình có đọc ở trên mạng mọi người review bảo là trong cái Note 8 này thì Samsung có thay đổi một chút về mặt thiết kế để làm sao cho giảm bớt cái tỷ lệ toang khi mà bị rơi vỡ hay va đập linh tinh. Tức là nó sẽ có thể chỉ bị móp ở các cái cạnh góc này thôi này. Nhưng mà đối với mình thì mình nghĩ mình là một người vừa nghèo lại còn vừa đen. Đó chính là trong một cái lần vô tình khoảng tầm 5 tháng sau khi sử dụng Note 8, mình đã vô tình trong một lần ở đấy làm rơi nó sương sương. Nhưng mà chỉ một lần sương sương đấy thôi đã tốn của mình 5 triệu đi thay màn hình. Và thế là lại phải vay lung ta lung tung, lại phải bỏ tiền túi ra để thay cái màn hình của chiếc điện thoại này. Mình cũng không biết là mình ngu hay mình nghĩ cái gì trong lúc đấy nữa.
Nhưng mà may mắn thay thì sau khi thay màn hình xong, mặc dù nó mất đi tính năng chống nước nhưng mà sử dụng vẫn còn khá là mượt mà, không có vấn đề gì xảy ra cả. Cảm ơn trời Phật vì điều này. Về màn hình thì cũng giống như kích thước, Note 8 đã có một cái sự khác biệt hoàn toàn so với iPhone 8. Màn hình lớn hơn và đặc biệt hơn là nó là sự kết hợp giữa tấm nền Super AMOLED cũng như là màn hình vô cực, nên cái hình ảnh hiển thị, màu sắc hiển thị lúc nào cũng sẽ tươi sáng hơn, lại bắt mắt hơn. Với một người thường xuyên xem phim như mình thì màn hình lớn hơn này, màu sắc hiển thị tốt hơn, sáng hơn, tươi tắn hơn, nó là một điều quá là tốt rồi, quá là lý tưởng rồi. Một lý do vô cùng quan trọng mà mình rất cân nhắc khi lựa chọn chiếc điện thoại mới trong khoảng thời gian đó, đó chính là về thời lượng cũng như là dung lượng pin. Sau khi sử dụng cái Note 8 này xong này thì một ngày thì mình chỉ cần phải sạc pin một lần thôi vào buổi tối. Và nhớ ngày trước thì mình sử dụng cái iPhone 6 này này, cứ nửa ngày là mình phải sạc một lần. Lúc nào cũng phải kè kè cái sạc theo người, rất là lích kích, mình không thích điều đấy một tí nào. Nhưng mà sau khi dùng cái này thì mình cảm thấy nó thoải mái hơn rất nhiều, khi mình không phải mang quá nhiều đồ đi trong cùng một lúc nữa. Một điểm khác nữa là về khả năng đa nhiệm của Note 8 cũng như là iPhone 8, thì cái khả năng mở nhiều tab cùng một lúc, dùng đi dùng lại, lướt qua lướt lại giữa hai cái máy này đều rất là ổn, chạy rất mượt mà, không hề có vấn đề gì cả. Tuy nhiên thì có một đặc điểm nổi bật của Note 8 khiến mình chú ý đến nó hơn nhiều, đó chính là tính năng App Pair, là sử dụng chia màn hình, tức là bạn có thể mở cả hai cửa sổ cùng một lúc để vừa làm cái này vừa làm việc kia. Bạn có thể vừa xem Facebook vừa xem YouTube cùng một lúc này, có thể làm nhiều việc cùng một lúc, có nghĩa là nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc là chúng ta chỉ có thể hoạt động một tác vụ một lúc thôi. Và đây chính là cái phần, một trong những cú chốt hạ khiến cho mình quyết định là chốt với cả Note 8, đó chính là cái bút S Pen. Mình nghĩ là với rất nhiều người khác, những người mà đã lựa chọn gắn bó với cả dòng Note này từ con này qua con khác, thì chiếc bút S Pen chính là một trong những nguyên nhân khiến cho họ đưa ra quyết định như vậy. Ban đầu thì mình cũng chỉ nghĩ nó là một cái phụ kiện rất là bình thường thôi, không ai nghĩ là nó lại tiện ích và thay đổi cái thói quen sử dụng điện thoại của mình như thế này. Lúc đó mình thử thì mình nghĩ là bản thân mình là người hay viết lách mà, có cái bút để viết ra viết vào thì nó cũng là một chuyện bình thường thôi. Nhưng mà khi trải nghiệm thử thì mình cảm thấy là nó rất là thoải mái ấy. Cái cảm giác viết ở trên này nó cũng giống như là mình viết bút bình thường thôi, rất là mượt mà, không hề có cảm giác cấn, khó chịu gì cả. Và theo như mình tìm hiểu thì đối với cả dòng Note 8 thì Samsung cũng đã trang bị thêm nhiều tính năng thú vị hơn để nâng cao trải nghiệm của người dùng. Một trong những tính năng mà mình cảm thấy là hữu dụng nhất với mình là tính năng Screen Off, là viết ghi chú ở trên màn hình khóa. Mọi người cũng thừa biết là cái mở khóa vân tay của Note 8 nó rất là bất tiện rồi, vì mình phải với lên tận như thế này. Không phải lần nào cũng trúng đâu, nó là cần kỹ năng rèn luyện đi rèn luyện lại trong rất là nhiều lần đấy. Thế nên là trong những cái tình huống cần thiết mà cần phải viết ghi chú luôn, như kiểu giả sử người ta đang đọc số nhỏ cho mình chẳng hạn ấy, thì bây giờ lại phải mở khóa màn hình ra, nó rất là lích kích. Nhưng bây giờ thì không cần phải như thế nữa. Chúng ta chỉ cần rút cây bút ra và viết nốt ghi chú ngay trên màn hình khóa, sau đó lưu lại hoặc có thể gắn và ghim lại ở trên màn hình chính của mình luôn, rất là tiện lợi rồi. Cái bút S Pen của Note 8 còn làm được nhiều hơn thế nữa. Ngoài việc tính năng dịch được cải tiến ra này, xong rồi có thêm cả cái cách mà tạo hình ảnh động, tạo GIF để gửi meme cho bạn bè, thì nó cũng là một cái rất là tuyệt. Còn về camera thì mình nghĩ là cả hai chiếc máy này có cái sự khác biệt khá là lớn, và nó tùy thuộc vào cái sở thích của bạn mà mới đưa ra được cái quyết định là chọn cái nào. Ví dụ mình có thể thấy là thông thường thì iPhone sẽ cho ra những tấm ảnh sắc nét này, chân thực này. Còn Note 8 thì mình cảm thấy nó sẽ cho ra cái nước ảnh tươi tắn hơn một chút. Với mình thì mình nói thật là mình thích cái nước ảnh của iPhone 8 hơn, thì mình thích cái sự chân thực trong bức ảnh. Đối với cả Note 8 thì nó có một cái tính năng để bù lại, đó là khả năng chụp live focus, là chụp xóa phông rất là tốt, nó được bật được tâm điểm bức hình. Tự chung lại thì cả iPhone 8 và Note 8 đều là những chiếc điện thoại rất là đỉnh trong khoảng thời gian đó. Nó không chỉ xuất phát từ những thương hiệu lớn này, tính năng thì ổn định và có thêm rất nhiều cải tiến về mặt công nghệ nữa. Có lẽ đối với mình thì mình đã chọn chiếc máy phù hợp với nhu cầu cũng như là thói quen sử dụng của mình. Và điều này đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Bởi vì sao? Thông thường thì mọi người bảo là các bạn nữ thì tưởng ai cũng dùng iPhone. Với tư cách là một mì chính cánh thì mình thực sự nghĩ là đây là một sự thật, không sai đâu. Các bạn nữ sẽ thường chọn những chiếc điện thoại có những cái thương hiệu uy tín trên thị trường phổ biến nữa. Ngoài ra thì phái đẹp sẽ thích những cái thiết kế nào trông nó tinh tế, nó gọn gàng, xinh xắn. Và mình nghĩ là các dòng iPhone nó đều đáp ứng được cái yêu cầu đó của các bạn. Mềm mại, nữ tính, với cái đường bo góc rất là gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ. Mình nghĩ là mọi người thích vì cái đấy đấy. Một đặc điểm nữa mà mình cũng đã nhắc đến trước đó, đó chính là về camera. Với một cái khảo sát nhỏ mà mình đã thực hiện xung quanh bạn bè của mình thì các bạn đều bảo là kiểu nước ảnh cho ra của iPhone sẽ hợp lý hơn để mọi người thêm filter chỉnh sửa ảnh, vì nó đã rất là chân thực sắc nét rồi, thêm cái gì vào nó cũng không bị ảnh hưởng bởi màu sắc, không bị lên tông quá, không bị xuống tông quá, vân vân và mây mây. Thôi rồi thì mình đã ngồi xàm xì với các bạn lý do tại sao mình không tiếp tục gắn bó với iPhone nữa mà đã chuyển sang dòng Note của Samsung. Hãy nhớ là đây chỉ là sự lựa chọn của cá nhân mình thôi, và tất cả những gì mình chia sẻ vừa rồi đều là những trải nghiệm cá nhân của mình sau cả một quãng thời gian sử dụng, cũng như là
test máy, vân vân. Mình mong rằng các bạn cũng sẽ tìm được chiếc điện thoại ưng ý phù hợp với bản thân mình nhất. Và hãy chia sẻ câu chuyện của bạn về chiếc điện thoại của mình ở bên dưới comment cho chúng mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.